Nắng sớm trải dài trên dòng sông Sài Gòn thơ mộng, đem đến không gian tươi mát bình yên của một ngày mới rộn rã. Ramona Hayes sừng sững đón nắng mai ấm áp và gió sông thanh mát, tạo nên một không gian sống đẳng cấp ngay trong quần thể khu đô thị ven sông Ramona Golden Seal vương giả. Đây không chỉ là nơi ở mà còn là tổ ấm, là một nơi vì cộng đồng kiến tạo an cư, ấp ủ tất cả những giá trị sống cao nhất về tinh thần, sức khỏe và sự nghiệp. Sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm quận 7, tiếp giáp với ngã ba sông, từ khu căn hộ cao cấp Ramona Hayes có thể dễ dàng di chuyển đến các tiện ích ngoại khu đẳng cấp trong khu vực như 5 phút đến các trung tâm thương mại Vivo City, Crescent Mall, 7 phút đến Lotte Mart quận 7, 10 phút đến Đại học Remit, Bệnh viện Pháp Việt hay khu đô thị Phú Mỹ Hưng, 15 phút đến chợ Bến Thành quận 1, phố đi bộ Nguyễn Huệ hay khu đô thị Thủ Thiêm quận 2. Với thiết kế tối ưu hóa công năng, 80 căn hộ Office Tel mở ra những trải nghiệm tuyệt vời, đầy hứng khởi cho thành công mới trong sự nghiệp. Xung quanh bạn không chỉ đơn thuần là không gian làm việc, mà là sự kết hợp hoàn hảo giữa căn hộ và văn phòng, giữa thương mại và dịch vụ. Hãy làm việc, thư giãn và tái tạo năng lượng hiệu quả mỗi ngày ngay tại Ramona Hayes. Sở hữu một trong 286 căn hộ cao cấp tại Ramona Hayes, tức là bạn sẽ trải nghiệm 38 tiện ích nội khu hoàn chỉnh cho cuộc sống, bao gồm hồ bơi tràn, 18.000m2 công viên cây xanh, đường chạy bộ ven sông, phòng chăm sóc sức khỏe gia đình, khu vui chơi trẻ em, phòng gym. Sau một ngày dài áp lực, hãy để cơ thể và tâm trí bạn thư giãn trong không gian luyện tập đẳng cấp, tập yoga tại khu vườn xanh mát hay đắm mình ở suối khoáng nóng onsen. Mỗi căn hộ tại Ramona Hayes đều thiết kế thông thoáng để đón nắng, gió, thiên nhiên. Vừa trang bị hệ thống năng lượng xanh cùng hệ thống an ninh tuyệt đối, mang lại không gian sống tuyệt hảo cho mọi nhu cầu của bạn. Hãy sống thật phong cách tại Ramona Hayes, nơi bạn sẽ có một hành trình khám phá ngôi nhà hoàn hảo với các thành viên thân yêu trong gia đình, và những phút giây thư thái giải trí cùng bạn bè. Gắn kết tình thân, nuôi dưỡng những cảm xúc, nâng tầm trải nghiệm sống, tận hưởng mọi tiện ích. Ramona Hayes mong muốn tặng cho tất cả chủ nhân hứng khởi sống viên mãn, với tất cả yêu thương, thành công và thịnh vượng. Ramona Hayes, tầm cao mới của phong cách sống đẳng cấp.